Anh đứng ở dưới á, thì có anh chị phóng viên báo đài có hỏi là em hỏi giùm á, là xem cái phản ứng hóa học mà nóng bỏng đó đó là chân trailer nó đủ chưa hay là còn nóng nhiều hơn nữa để mọi người chuẩn bị tinh thần để mà hồi nữa mọi người còn biết hiểu không đó. Xin mời Kelly. Trước tiên thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn và lời chào đến tất cả các anh chị đang có mặt ở đây. Rất là nhiều các anh chị em nghệ sĩ cũng như là các anh chị em nhà báo đã có mặt ở đây để ủng hộ bộ phim Người Vợ Cuối Cùng. Để tí nữa mình sẽ xem được cái phản ứng hóa học của Linh và Nhân. Thì em không dám bật mí gì nhiều hết, nhưng mà nói chung là nếu mà mọi người thấy ngại quá thì có gì cứ che mắt thôi. Dạ, chứ em là che rồi đó. Em che đó, tại vì em cảm thấy rằng là ở trong khi mà mọi người xem phim chắc chắn nó sẽ nồng nhiệt hơn rất là nhiều. Nồng nhiệt hơn rất là nhiều, bổ tay cho Kelly Nguyễn à. Dạ. Còn Thu Nguyễn thì sao ạ? Trước hết thì còn xin cảm ơn các anh chị, các bạn, các đồng nghiệp đã đến đây. Thật sự là ngày hôm nay Thuận cũng rất là rung. Và từ trước đến giờ Thuận chưa bao giờ mời khách mời nhiều đến như vậy. Từ những người rất là quen rồi, những người rất là thân và những người cũng chưa thân mấy. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người đều có mặt đầy đủ để ủng hộ Thuận. Thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Và nói về cái cảnh nóng trong phim á, thì chút nữa mọi người xem thì mọi người sẽ biết. Còn về khoảnh khắc thì đối với Thuận đây là chính là cái khoảnh khắc mà đặc biệt nhất của mình và mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Còn về tâm lý của Nhân và Linh thì hồi nãy giờ Nhân thấy giống như là ngày đám cưới của tụi mình đó em ha. Dạ, em xin quan viên họ gửi đến tụi em một lời trăm năm hạnh phúc được không ạ? Em đếm 1, 2, 3 mọi người nói trăm năm hạnh phúc nha. 1, 2, 3. Dạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, xin được cảm ơn Thuận, Nguyễn và... Xin chào tất cả những quan khách, những nhà truyền thông báo đài. Và xin chào tất cả các anh em, chị em nghệ sĩ. Đây là một bộ phim điện ảnh đầu tiên Kim Oanh được tham gia. Nên là cả đêm hôm qua là Kim Oanh hồi hộp không ngủ được. Và đến bây giờ đến đây nhìn thấy quý vị khán giả, tất cả mọi người ở đây đông như thế này, Oanh rất là vui và xúc động. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chân thành đến với tất cả quý vị quan khách, các anh chị em nghệ sĩ, các anh chị phóng viên báo đài trên tảng mạng xã hội. Cả nhà ơi, lùi lùi cho em lấy lỏng cho cả nhà ơi. Cả nhà ơi, điện thoại lùi lùi giúp em cái cả nhà ơi. Cao lắm chị ơi. Xuống đèn luôn rồi. Thôi để chụp thôi, cứ chụp điểm sau đừng có đèn của mọi người mà chụp đi. Có giữa ơi.
Một lần nữa, cho phép Công Huy được đại diện cho ban tổ chức xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ nhanh chóng di chuyển vào phía bên trong rạp, ổn định vị trí ghế ngồi của mình. Bởi vì chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi thì phim sẽ chiếu rồi. Chúng tôi rất mong tất cả quý vị sẽ nhanh chóng di chuyển vào phía bên trong để không bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào của người ngồi cuối cùng. Một lần nữa xin quý vị các bạn, xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhanh chóng di chuyển vào phía bên trong phim của người ngồi cuối cùng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trời ơi, cái flash dữ chưa? Nè Thảo. Dạ dạ đây đây. Ờ kìa đó, có ảnh, có máy rồi kìa, mừng quá. Đợi tới nha, đợi tới nha. Bạn ơi. Rồi, đi qua làm vợ thử đi.